Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Kính thưa quý vị, 24 giờ qua giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, nối với cơn bão số 4, gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển phía Nam. 24 giờ qua mây thay đổi đến nhiều mây, đêm qua có mưa rào và dông rải rác, phổ biến có mưa nhỏ, mưa dừa, cục bộ có nơi có mưa to, tập trung ở các huyện phía Tây Bắc của tỉnh. Gió Tây Nam cấp 2, ban ngày nắng gián đoạn. Hiện tại, vào sáng ngày hôm nay, thì sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên huế, Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Khu vực Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Tây Nam, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, nối với cơn bão số 4 trên đất liền khu vực Thừa Thiên Quế, Quảng Ngãi, gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh. Tại Kiên Giang 24 giờ tới, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, nối với cơn bão số 4. Bão số 4 suy yếu dần di chuyển theo hướng Tây, gió mùa Tây Nam trên các vùng biển phía Nam giảm dần cường độ. Thời tiết cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tại trung tâm thành phố Rạch Giá, mây nhiều có mưa, mưa rào nhiều nơi và có nơi có dông, có nơi có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn. Gió Tây Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ không quá 33 độ. Thời tiết tại Hà Tiên, mây nhiều có mưa, mưa rào nhiều nơi có nơi có dông, có nơi có mưa vừa mưa to, ba ngày nắng gián đoạn. Gió Tây Tây Nam cấp 3, cấp 4. Thời tiết tại khu vực các huyện Kiên Lương, Giang Thành và Hòn Đức, Mây nhiều có mưa, mưa rào nhiều nơi và trải rác có dông có nơi có mưa dừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ không quá 32 độ. Thời tiết tại các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Dòng Triền. Mây nhiều có mưa, mưa rào nhiều nơi có nơi có mưa dừa, ban ngày nắng gián đoạn, gió Tây Tây Nam cấp 3, nhiệt độ cũng không quá 31 độ. Thời tiết tại các huyện Gò Quao, An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và tại khu vực U Minh Thượng, mây nhiều có mưa mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông có nơi có mưa vừa, mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió tây tây nam cấp 3 có lúc cấp 4. Thời tiết tại khu vực thành phố Phú Quốc, mây nhiều có mưa mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông có nơi có mưa vừa, mưa to, ban ngày nắng yếu, gió tây tây nam cấp 4 có lúc cấp 5, giật cấp 6 trong mưa dông, sóng cao không quá 2m25, biển động nhẹ. Dùng gian bờ Kiên Giang, Nam Du, Phú Quốc, Tại đây mây thay đổi, đến nhiều mây có mưa mưa rào nhiều nơi, rải rác có dông. Ban ngày nắng yếu, gió tây tây nam cấp 4 cấp 5, có lúc giật cấp 6 trong mưa dông. Sóng cao từ 1 đến 2 m 25, biển động nhẹ. Thời tiết tại Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi có mưa dừa, mưa to. Ban ngày nắng yếu, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, gió tây tây nam cấp 4 cấp 5, có lúc giật cấp 6 trong mưa dông. Sóng biển cao từ 1 đến 2 mét rưỡi, biển động nhẹ bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh kiên giang đến đây xin được kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau xin kính chào tạm biệt